chứ không dùng lực. Nhớ là dùng tâm chứ không phải dùng lực nha. Vuốt cây và nước cho nên nó lên. Cái này thật sự là anh biết là ngày nay cái tâm anh có tốt không, nhưng mà có khi á mà làm tốt cái loại thử lên. Tờ gì lạ tờ ngộ thiệt tờ. Bút bao nhiêu cái? Dạ bút bình thường cái là nó lên rồi. Đù. Bút mà nó văng cái tờ. Thì lạ ha. Bút nhẹ thôi. Không. Xanh quanh kìa. Xanh quanh kìa. Xanh quanh kìa. Dạ. Xanh quanh nhẹ. Dạ nhẹ nè. Nhẹ. Ta chỉ. Đó. Đây nè. Đù. Ta đứng đây ta chữa cho mày chưa làm. Đó, nước lên vậy. Tới ai vô đi, ai vô đi, ai vô đi. Rửa tay. Không có tâm bà không suy nghĩ tên vuốt sao được. Dùng cái tâm mình cho nó lên. Khi mình vuốt nhẹ, vuốt mạnh vậy. Video của mình ở đây kết thúc nha anh em. Để mình rửa tay rồi mình làm anh em. Ồ, mấy kỳ lạ ha anh em. Đây là bàn tập nè.